cởi chân nó quay nhỉ. Cho cởi chân mà. Cho cởi chân á? Ừ. À. Con gái không cho cởi chân. Thế thì lúc đó nóng quá, lúc đó nóng quá cởi cái áo ha. Ừ. Cho cởi chân mà. Nó chỉ không co cho co chân thôi, áo vai đáy. Con gái nhá, mặc quần ngắn tí nữa cũng không được. Nhưng mà mấy bọn nào mà kênh nào mà nó kiểu như là bọn nó kháng nghị nhiều đấy thì sẽ được thôi. Còn kênh mình chưa kháng nhiều. Có phải kênh của mình đâu mà mình kháng. Mà xác định là kháng giờ một tháng mới về cơ. Là chết rồi đấy, mới kháng đấy. Buồn ngủ quá mày. Eo xem chùa kìa. Chất vải này được một thời gian mà nó bung hết này. Nó muỗi thế, mẹ một dĩ này. Ui quá. Nhiều cái nè. 14.